Chào mừng các em đến với trang lời dạy hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời cho hoạt động 4 trang 63 sách giáo khoa toán 6 tập 1 bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta như sau. Từ điểm A di chuyển sang phải 8 đơn vị, hình 3.16 đến điểm C. Điểm C biểu diễn kết quả của phép cộng nào? Vậy thì chúng ta sẽ cùng cô quan sát hình 3.16. Trước tiên thì các em lưu ý cho cô, nếu như chúng ta đang ở vị trí của điểm A mà chúng ta di chuyển sang bên phải bao nhiêu đơn vị thì sẽ tương ứng với vị trí điểm mới, chính là điểm biểu diễn của kết quả phép cộng bấy nhiêu đơn vị, được chưa ạ? Ở đây cô có A đang ở vị trí âm 5 mà di chuyển sang bên phải 8 đơn vị thì như vậy điểm C sẽ biểu diễn kết quả của phép cộng âm 5 cộng với 8, đúng không ạ? 8 ở đây chính là 8 đơn vị. Vậy ở đây cô sẽ có câu trả lời cho hoạt động 4 này như sau. Điểm C biểu diễn kết quả của phép cộng âm 5 cộng 8, đúng không ạ? Rồi, vậy là cô đã hoàn thành xong câu trả lời cho hoạt động 4. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em môn tập tốt.